Gió an tông đồ được Chúa yêu, chiều nào tựa bên lòng Chúa. Lời thầy chiêm nghiệm khắc sâu, tin mừng ghi lại ngàn sao. Gió an tông đồ được Chúa yêu, trọn đời giao giảng tình yêu. Vì yêu con Chúa đến trần gian, vì yêu ngôi lời mặc xác phàm, để cho mọi xác phàm trở nên con Chúa. Yêu nhau, thương nhau, sống chết vì nhau. Gió an tông đồ được Chúa yêu, chiều nào gần bên thập giá. Chọn tình con thao trước sau, ơn lành lưu lại bền lâu. Gió an tông đồ được Chúa yêu, trọn đời giao giảng tình yêu. Vì yêu con Chúa đến trần gian, vì yêu ngôi lời mặc xác phàm, để cho mọi xác phàm trở nên con Chúa. Yêu nhau, thương nhau, sống chết vì nhau. Gió an tông đồ được Chúa yêu, chiều nào gần bên thập giá. Chọn tình con thao trước sau, ơn lành lưu lại bền lâu. Gió an tông đồ được Chúa yêu, trọn đời giao giảng tình yêu. Vì yêu con Chúa đến trần gian, vì yêu ngôi lời mặc xác phàm, để cho mọi xác phàm trở nên con Chúa. Yêu nhau, thương nhau, sống chết vì nhau. Gió an tông đồ được Chúa yêu, trọn đời giao giảng tình yêu. Vì yêu con Chúa đến trần gian, vì yêu ngôi lời mặc xác phàm, để cho mọi xác phàm trở nên con Chúa. Yêu nhau, thương nhau, sống chết vì nhau. Xin lên cha và con và thánh thần. Amen. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ngát bay xa ngọt, từng giọt sương lấp lánh là hoa tươi thắm trên thế trời. Ôi niềm vui Chúa đã dựng nên tôi và ban cuộc sống tươi màu. Xin tạ ơn vì tôi được ân phúc làm con yêu thương của Chúa. Thank you.
Cha Phó, toàn thể quý cô và anh chị em, chúng ta vẫn đang ở trong không khí của mùa Giáng sinh, và trong mùa Giáng sinh này giáo của chúng ta này rất là vui mừng nhận thánh Gioan Tông Đồ làm đấng bảo trợ cho giáo của chúng ta. Vì thế trong niềm vui của ngày Quan Thầy cũng niềm vui của Giáng sinh và năm mới sắp tới, kính chúc Cha Phó cũng như là toàn thể quý cô ông và anh chị em một mùa Giáng sinh an lành và một năm mới tràn ngập niềm vui, tràn phúc lộc của Chúa. Ở đây chúng ta cùng nhau bước vào thánh lễ, xin Thánh Gioan Tông Đồ cầu cùng Chúa ban môn ơn lành hồn xác trên tất cả mỗi người chúng ta, và chúng ta cũng hiệp ý cầu nguyện cho người xin lễ, cho các bậc tổ tiên nội ngoại, cho gia đình được bình an, xin được như ý. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Cùng Cha. Kính thưa quý ông bà anh chị em, Thánh Gioan là một môn đệ đã đi theo Chúa từ những ngày đầu tiên Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng tin mừng cách công khai, và cũng là vị tông đồ duy nhất đã theo bước chân của Chúa Giêsu lên đồi Golgotha và chứng kiến Chúa Giêsu chút hơi thở cuối cùng. Và thánh nhân có thể nói là vị đại diện cho giáo hội khi mà trước khi Chúa Giêsu chút hơi thở cuối cùng trên thập giá, thì Chúa đã trao cho Đức Mẹ cho ông Thánh Gioan và trao ông Thánh Gioan cho Đức Mẹ. Cử chỉ đó, Chúa muốn cho chúng ta thấy rằng Chúa muốn gửi gắm giáo hội cho Đức Mẹ và gửi gắm Đức Mẹ cho giáo hội. Một vị Thánh Tông Đồ cũng được với mệnh danh, với cái biệt danh là người được Đức Giêsu thương mến. Vì thế, trong ngày lễ mừng Thánh Gioan Tông Đồ hôm nay, chúng ta được nghe tin mừng của Ngài, được nghe các thánh thư của Ngài để nhắc cho chúng ta biết về Thiên Chúa tình yêu, đấng đã yêu thương chúng ta mà xuống thế làm người, đấng đã yêu thương chúng ta nên đã hiến mạng mình vì chúng ta. Xin Thánh Tông Đồ, Ngài đã cảm nhận sâu xa được tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình, xin Ngài cũng truyền lại cái kinh nghiệm đó cho tất cả mỗi người chúng ta để chúng ta cũng biết yêu mến Chúa hết lòng, để chúng ta suốt sáng được đón nhận những ơn lành của Chúa. Chúng ta hãy dùng lòng hoan hỷ chia sẻ những tội lỗi của chúng ta. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa bản năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng sinh các Thiên Thần, các Thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước và Thiên Chúa. Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Chúng ta ơn ca ngợi Chúa.
vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu cần. Chúa ở bên yêu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là đấng chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng Thánh Gioan tông đồ để mặc khải mầu nhiệm ngôi lời cho chúng con. Xin Chúa thương mở lòng soi trí để chúng con thấu hiểu những chân lý cao siêu thánh nhân đã truyền lại. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, để hằng sống và hiển thị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah: đẹp thay trên đồi núi, bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an. Người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ, và nói với Sion rằng: Thiên Chúa ngươi là vua hiển trị. Kìa, nghe trang quân canh gác của ngươi, cùng các tiếng reo hò vang dậy. Họ sẽ được tận mắt thấy Đức Chúa đang trở về Sion. Hỡi Jerusalem, điêu tàn hoang phế, hãy đồng thanh bật tiếng reo mừng, vì Đức Chúa an ủi dân người và cứu chuộc Jerusalem. Trước mặt muôn dân, Đức Chúa đã vuông cánh tay thần thánh của người. Ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta, người bốn bể rồi ra nhìn thấy. Đó là lời Chúa. Được anh sáng hiền vinh,
Thánh Gioan Tông Đồ. Anh em thân mến, điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là lời sự sống. Quả vậy, sự sống đã được tỏ bày, chúng tôi đã thấy và đã làm chứng, chúng tôi đã loan báo cho anh em sự sống đời đời. Sự sống ấy vẫn hướng về Chúa Cha và nay đã được bày tỏ cho chúng tôi. Điều chúng tôi đã thấy và đã nghe, điều chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa, để mình, để chính anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi, và chúng tôi thì hiệp thông với Chúa Cha và Đức Chúa Giêsu Kitô, Con của Người. Những điều này chúng tôi viết ra để niềm tin của chúng ta được nên trọn vẹn. Đó là lời Chúa. Sáng sớm ngày phục sinh, bà Maria Magdala chạy đi gặp ông Simon Pedro và người môn đệ Đức Giêsu thương mến và nói: người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu. Ông Pedro và môn đệ kia liền đi ra mộ, cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Pedro và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó nhưng không vào. Ông Simon Pedro theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải nhưng cuốn lại xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Đó là lời Chúa. Lời Chúa, Kitô ngợi khen Chúa. Trọng kính cha xứ An Tôn, kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, cộng đoàn phục vụ rất thân mến. Chúng ta đang ở trong tuần Bát Nhật Sáng Sinh, nghĩa là ở trong niềm vui của Thiên Chúa nhập thể làm người. Và hôm nay cách đặc biệt giáo hội cho chúng ta mừng lễ thánh kính thánh Gioan Tông Đồ, người môn đệ Đức Giêsu thương mến và là tác giả sách Tin Mừng thứ tư và cũng là quan thầy của giáo thị liền tượng chúng ta. Về việc sống đức tin, giáo hội có các thánh như là tấm gương sáng, như là những chuẩn mực cho đời sống đức tin, cũng như là một tấm gương sống trung thành với Chúa. Chúng ta cũng là những người đã được lãnh nhận hồng ân đức tin qua bí tích rửa tội, để qua các thánh
đức tin của chúng ta được củng cố, và nhất là chúng ta biết cách trình bày đức tin của mình trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Thánh Gioan Tông Đồ là vị Tông Đồ gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu. Ngài đã yêu mến Chúa Giêsu từ ngày gặp Chúa và đã dành trọn cuộc đời cho việc rao truyền tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người. Người môn đệ được Chúa yêu luôn xuất hiện trong tin mừng ở những hoàn cảnh đặc biệt, như đầu thánh lễ cha chủ tế cũng đã họp cùng cộng đoàn. Nhưng điều toát ra được ở nơi người môn đệ ấy là tình yêu, lòng trung thành và niềm tin tưởng tuyệt đối vào Thầy Giêsu Chí Thánh. Tôi đã thấy và tôi đã tin. Đặc biệt trong cuộc thương khó, dù ai bỏ Chúa Giêsu, nhưng người môn đệ đó đã không bỏ mà đi theo đến tận cùng, đến chân thập giá. Chính tình yêu đã thôi thúc người môn đệ đó tiến bước, mặc cho có khó khăn thử thách và thậm chí là phải hy sinh mạng sống của mình. Kính thưa cộng đoàn hiện diện, là những người Kitô hữu, là môn đệ của Đức Giêsu, chính những điều chúng ta đang sống, đang phải cố gắng từng ngày và đôi khi phải đi ngược với lối sống hưởng thụ của thế gian, chính điều đó làm chứng cho đức tin của mỗi người chúng ta. Giả như chúng ta cũng sống và hành động như những người khác, những người không có đức tin, thì chắc hẳn những người chưa biết Chúa, họ sẽ không nhận ra chúng ta là môn đệ của Đức Giêsu. Khi chúng ta chọn một vị thánh làm bổn mạng để chúng ta mừng kính và chúng ta nhờ các ngài truyền cầu cho chúng ta, thì đồng thời mỗi người chúng ta cũng được mời gọi để sống theo gương của các ngài đã sống. Được như thế thì việc mừng lễ quan thầy mới mang đến cho chúng ta một ý nghĩa trọn vẹn. Chứ không còn thì cứ vào dịp này hàng năm, chúng ta cùng nhau quy tụ lại và xin cha xứ dâng lễ và tổ chức mừng thánh quan thầy. Rồi sau đó, nếu có điều kiện thì sẽ chia sẻ với nhau một bữa ăn trong tình gia đình, tình huynh đệ. Điều đó rất tốt, rất tình cảm, nhưng như thế là chưa đủ. Bởi vì chúng ta còn được mời gọi để tiếp tục ra đi loan báo tin mừng tình yêu, tin mừng cứu độ của Chúa bằng chính đời sống đức tin của mình. Trong ngày mừng lễ quan thầy của Giáp Thị Huyền Tương, chúng ta xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết ý thức hơn khi suy nghĩ, nói năng và hành động. Rồi chúng ta cũng hãy tự đặt cho mình những câu hỏi: tôi đã và đang làm gì trong gia đình tôi, trong hội đoàn, trong thôn xóm và trong giáo giác của tôi khi tôi là một người Kitô hữu? Tôi có còn chất Kitô hữu trong tôi? Mỗi người chúng ta đều biết rõ Chúa muốn và cần gì trong cuộc đời của mình, thì xin đừng bao giờ đánh mất bản chất đó. Một khi chúng ta đã chọn Chúa thì đương nhiên chúng ta trở thành môn đệ của Ngài, thì chúng ta cũng phải biết sống xứng đáng với tư cách ấy. Cầu đoàn phục vụ rất thân mến, hôm nay giáo hội cho chúng ta mừng lễ Thánh Gioan Tông Đồ để nhắc nhớ mỗi người chúng ta về mầu nhiệm Giáng sinh của Thiên Chúa, ngôi lời đã làm người và ở giữa chúng ta. Mầu nhiệm Đức Giêsu Kitô chịu chết và sống lại cũng sẽ trở thành niềm vui cho mỗi người chúng ta. Mừng lễ Thánh Gioan Tông Đồ, tác giả sách Tin Mừng thứ tư hôm nay, chúng ta được mời gọi hãy noi gương thánh nhân yêu mến Thiên Chúa tha thiết và sẵn sàng sống để làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình. Mỗi người trong tư cách là những người con của Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi yêu mến Chúa và trở thành môn đệ yêu dấu của Đức Giêsu trong chính đời sống hàng ngày của chúng ta. Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa qua lời truyền cầu của Thánh Gioan Tông Đồ tuôn đổ phúc lành xuống trên cộng đoàn hiện diện cách đặc biệt để cầu nguyện cho giáo giác. Xin cầu chúc quý cụ, quý bà, anh chị em, đặc biệt những người có thánh hiệu Gioan, biết sống như thánh nhân từ trong suy nghĩ, lời nói và hành động để xứng đáng là những người Kitô hữu, xứng đáng là những người chồng, người cha trong gia đình Công giáo. Đồng thời chúng ta cũng được mời gọi biết chết đi mỗi ngày cho những yêu riêng và luôn chọn Chúa là cùng đích của cuộc đời. Để cùng với thánh nhân, chúng ta dâng lời tri ân cảm tạ tình thương vô bờ của Thiên Chúa và sống xứng đáng với những hồng ân mà Chúa đã thương ban. Mong sao được như vậy. Amen.
Anh chị em thân mến, Thánh Gioan là vị tông đồ làm chứng cho ngôi lời nhập thể. Ngài còn dạy chúng ta chiêm ngưỡng mầu nhiệm tình yêu nơi Đức Giêsu là lời của Chúa Cha đã đến để ban chân lý và sự sống cho chúng ta. Giờ đây với niềm tin tưởng phó thác, chúng ta hãy khiêm tốn dâng lên Chúa lời khẩn nguyện thiết tha. Chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa. Chúng ta hãy cầu xin cho hội thánh luôn kiên vững trong niềm tin, nhất là trung thành với ơn gọi của mình là giao giảng và làm chứng về Đức Kitô cho mọi loài. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thiên Chúa là tình yêu, Chúa đã dựng nên loài người giống hình ảnh Ngài và còn ban cho con người một trái tim biết yêu thương. Chúng ta hãy cầu xin Chúa thanh tẩy lòng dạ con người trong thế giới ngày hôm nay, để mọi người được sáng suốt nhận ra tình yêu cứu độ của chúng ta và nhạy cảm trước lời mời gọi của tin mừng. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng tôi viết các điều này để các con vui mừng và niềm vui của các con được trọn vẹn. Chúng ta hãy cầu xin cho mọi người, cách riêng là với giáp thị nền tượng mừng lễ thánh bổn mạng hôm nay, biết siêng năng đọc và suy ngẫm tin mừng của Chúa Giêsu Kitô, để niềm vui của cộng đoàn giáo họ chúng ta ngày càng trọn vẹn hơn. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Bây giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào, ông đã thấy và đã tin. Chúng ta hãy cầu xin cho mọi người đang hiện diện trong thánh lễ này được trở nên dấu chứng tình yêu của Chúa trong cuộc sống, nhất là thêm xác tín rằng mỗi khi tham dự thánh lễ và rước lễ là mỗi lần chúng ta cử hành bí tích, vừa là mầu nhiệm đức tin, vừa là bí tích tình yêu. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, gương yêu mến của Thánh Gioan Tông Đồ, tác giả sách Tin Mừng là một lòng tin sống đồng nhờ lòng mến. Xin giúp chúng con biết noi gương thánh nhân để lòng tin mến đó thúc đẩy và định hướng cuộc đời Kitô hữu của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi và cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và lưu ý cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin thánh hóa của lễ chúng con dâng tiến. Nước chi tiệc thánh này đưa chúng con vào mầu nhiệm ngôi lời ban sự sống xưa Chúa đã mặc khải cho thánh Gioan tông đồ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, thần là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì mầu nhiệm ngôi lời nhập thể, một luồng sáng mới từ vinh quang Chúa chiếu rọi vào tâm trí chúng con, để khi nhận biết Thiên Chúa xuất hiện hữu hình thì nhờ người lôi cuốn và chúng con yêu mến đấng vô hình. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các vệ thần và quản thần cùng toàn thể đạo vinh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này làm mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu gần trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhà Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh Công Đức Mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người
Đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa, xin cho hết thầy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúc con đại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse và trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúc con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lành Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dành Cha cả sáng, hứa Cha chỉ đến khi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Chúa Giêsu Kitô Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an trong nhau. Chiên Thiên Chúa, lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Thank you.
Trong tâm tình hồng ân đó, con thay mặt cho Giáp xin được chân thành
quý cha Anton cùng cha Phó Giuse vì yêu thương mến giáp chúng con đã không ngại đường xá xa xôi, sự khắc nghiệt của thời tiết đã hiện diện tại khuôn viên thánh tượng bé nhỏ của chúng con để hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện thêm cho giáp chúng con. Con cũng xin được cảm ơn Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Kỷ Nhuế cùng toàn thể quý cộng đoàn cũng đã bớt chút được thời gian vàng ngọc của mình cũng về nơi đây để hiện diện để cầu nguyện cho giáp chúng con. Để có được thánh lễ thành công và long trọng và sốt sắng như ngày hôm nay, con cũng không quên cảm ơn chính quyền xóm 27 đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ chúng con trong thời gian vừa qua. Con cũng xin được cảm ơn ban ca đoàn cùng thầy giáo đã nhiệt tình giúp đỡ giáp chúng con hăng say trong thời gian vừa qua để giáp chúng con dâng lên thánh cũng như dâng lên Chúa lời kinh tiếng hát trong ngày lễ ngày hôm nay. Con cũng xin được cảm ơn tất cả quý gia đình ân nhân trong giáp trong thời gian qua đã giúp đỡ giáp chúng con rất nhiều, kể cả về tinh thần, vật chất để chúng con có kinh phí để làm trong thời gian vừa qua. Con cũng xin được cảm ơn Hội Kèn Đồng trong giáo xứ Vĩ Nhuế, ban loa đài âm thanh ánh sáng cũng như ban hộ hậu cần đã giúp đỡ chúng con trong ngày hôm nay. Cuối cùng, con không biết nói gì hơn, con chỉ biết cúi xin Thánh Gioan Tông Đồ qua lời cầu bầu của Ngài dâng lên Thiên Chúa mà xin giữ gìn cho hai cha luôn luôn được mạnh khỏe, chan chứa hồng ân và ban cho hai ngài ơn khôn ngoan để tiếp tục chăn dắt đoàn chiên trong giáo xứ giáo miền chúng con nói chung và giáo thị chúng con một cách nói riêng. Con cũng xin được chúc tất cả quý cộng đoàn một mùa Giáng sinh an lành, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa và chuẩn bị bước sang một năm mới mạnh về đức tin, khỏe về kinh tế, gia đình an khang và thịnh vượng. Con xin hết ạ. Con cũng xin nói thật với hai cha là con đồng hành với Giáp Thủy cũng rất là lâu rồi. Và con cảm nhận được là ông Giáp này là trẻ nhất trong 6 ông Giáp. Và ngày hôm nay con phải học hỏi ông Giáp trưởng này nhiều lắm. Mà cũng chúc ông cố gắng phấn đấu để làm chủ. Vâng, giờ đây con xin được có đôi con xin cha An Tôn ạ. Cũng có vài lời để chia sẻ với ông trưởng Giáp. Không biết là ông Giáp có tập cái bài phát biểu này không, nhưng mà cái giọng rất là tự tin, rất là tự nhiên, có lẽ là không tập mấy đâu vì nó từ trong người nó ra rồi. Chúc mừng ông Giáp, cảm ơn tay nữa. Cứ bảo không biết nói gì đâu, nó kéo mà cho nói, anh em nói cả tiếng nữa cũng được đấy. Và đúng là đường xá xa xôi thật. Tôi với cha Bó là cha Bó đi hơi xa một tí, tôi đi mất cả mười mấy phút mới đến đây. Mà hôm nay ấy, thì là thời tiết thì rất là mát mẻ, đối với tôi với cha Phó là rất là mát mẻ. Còn tôi biết là các bà các chị là hôm nay là rất là tiếc, mặc dù thời tiết là mát mẻ đối với chúng tôi nhưng mà hơi tiếc đối với các chị vì hôm nay áo rất là đẹp. Đi trên đường thì nửa thì giờ bỏ cái áo khoác ra thì lạnh, mà mặc vào thì lại nó lại mất đội hình, nhưng mà không sao cả, vẫn đẹp. Chúng ta nổ chào báo ngay để chúc mừng cho nhau và tạ ơn Chúa và cảm ơn thánh con này. Ở đây chúng ta đứng lên để chúng ta kết thúc thánh lễ. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.